Bài kinh số 128, Kinh Tùy Phiền Não. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tinh xá Kosita, lúc bấy giờ, các tỷ kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Rồi một tỷ kheo đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Tốt lành thay, bạch Thế Tôn. Nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đến các tỷ kheo ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến các tỷ kheo ấy, sau khi đến liền nói với họ. Thôi vừa rồi các tỷ kheo, chớ có cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đấu tranh nhau. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp chủ, hãy dừng lại. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng, Thế Tôn hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú. Ghi rằng, chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với các tỷ kheo ấy. Thôi vừa rồi, này các tỷ kheo, chớ có cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đấu tranh nhau nữa. Lần thứ hai, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp chủ, hãy dừng lại. Bạch Thế Tôn chớ có nhọc lòng, Thế Tôn hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú. Ghi rằng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với các tỷ kheo ấy. Thôi vừa rồi, này các tỷ kheo, chớ có cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đấu tranh nhau nữa. Lần thứ ba, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp chủ, hãy dừng lại. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng. Thế Tôn hãy an trú, chú tâm vào hiện tại lạc trú. Vì rằng, chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. Rồi Thế Tôn vào một buổi sáng đắp y, cầm y bát, và đi vào Kosambi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kosambi, ăn xong, trên con đường khi khất thực trở về, sau khi dọn dẹp chỗ nằm, lấy y bát, Ngài đứng và nói bài kệ. Giữa quần chúng la ó, không ai nghĩ mình ngu, giữa tăng chúng phân ly, có ai nghĩ hướng thượng, thất niệm kẻ trí nói, ba hoa trăm thứ chuyện, miệng há nói thả vàng, dẫn đi đâu ai biết, nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, cướp tôi, ai ôm oán niệm ấy, hận thù không thể nguôi, nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, cướp tôi, không ôm oán niệm ấy, hận thù sẽ tự nguôi, hận thù diệt hận thù. Không đời nào diệt được, từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn phu, người khác không hiểu biết, ở đây ta bị diệt. Những ai hiểu điều này, nhờ vậy tranh luận tiêu, kẻ chủ sướng hại mạng, cướp bò ngựa tài sản, kẻ cướp đoạt quốc độ, họ còn biết đoàn kết. Sao các ông không vậy? Nếu được bạn hiền trí, đồng hành khéo an trú, đã thắng mọi hiểm nạn, sống hoan hỷ chánh niệm. Nếu không bạn hiền trí, như vua bỏ quốc độ, cô độc như voi rừng, tốt hơn sống một mình, không bè bạn kẻ ngu, cô độc không làm ác, nhàn hạ như voi rừng. Rồi Thế Tôn đứng nói lên những câu kệ này, rồi đi đến làng Balakalonakara. Khi ấy, tôn giả Bhagu sống ở trong làng Balakalonakara. Tôn giả Bhagu thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền sắp đặt chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, sau khi ngồi Ngài rửa chân, tôn giả Bhagu đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Bhagu đang ngồi một bên. Này tỷ kheo có được an lành không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có khỏi mệt nhọc không? Bạch Thế Tôn, con được an lành. Bạch Thế Tôn, con sống yên vui. Bạch Thế Tôn, con đi khất thực khỏi có mệt nhọc. Rồi Thế Tôn sau khi với thời thuyết pháp khích lệ tôn giả Bhagu, làm cho hân hoan, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Basika Vamdaseya. Lúc bấy giờ, tôn giả Anuruddha Analuk, tôn giả Nansiya Nande và tôn giả Kimbila Kimtila trú ở Basinavamsaya.
Người giữ giường thấy Thế Tôn từ xa đi đến, khi thấy vậy liền bạch Thế Tôn: "Này Sa Môn, chớ có vào khu giường này, có ba thiện gia nam tử rất ái luyến tự ngã, trú tại đây, chớ có phiền nhiễu các vị ấy." Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu giường nói chuyện với Thế Tôn, liền nói với người giữ giường: "Này người giữ giường, chớ có ngăn chặn Thế Tôn, Thế Tôn bậc đạo sư của chúng tôi đã đến." Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila và nói: "Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến, Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta đã đến." Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn. Một người cầm y bát Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân, rồi các tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Anuruddha đang ngồi xuống một bên: "Này các Anuruddha, các ông có được an lành không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có khỏi mệt nhọc không?" Bạch Thế Tôn: "Chúng con được an lành." Bạch Thế Tôn: "Chúng con sống yên vui." Bạch Thế Tôn: "Chúng con đi khất thực khỏi có mệt nhọc." "Này các Anuruddha, các ông có sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm hay không?" Bạch Thế Tôn: "Thật sự, chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm." "Này các Anuruddha, như thế nào các ông sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm?" Bạch Thế Tôn: "Ở đây chúng con nghe như sau: thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các đồng phạm hạnh như vậy." Bạch Thế Tôn: "Do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng." Bạch Thế Tôn: "Do vậy chúng con nghĩ như sao? Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này." Và bạch Thế Tôn: "Con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những tôn giả ấy." Bạch Thế Tôn: "Chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm." Rồi tôn giả Nandiya như trên, rồi tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sao? Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy." Bạch Thế Tôn: "Do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng." Bạch Thế Tôn: "Do vậy chúng con nghĩ như sao? Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này." Và bạch Thế Tôn: "Con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những tôn giả ấy." Bạch Thế Tôn: "Chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm." Bạch Thế Tôn: "Như vậy, chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm." Lành thay, này các Anuruddha, và này các Anuruddha, các ông có sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần hay không?" Bạch Thế Tôn: "Thực sự chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần." "Này các Anuruddha, như thế nào, các ông sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần?" "Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con ai đi vào làng khất thực về trước, người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai đi vào làng khất thực về sau, người ấy còn đồ ăn để lại. Nếu muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh, hay đổ vào nước không có loài côn trùng. Người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà cầu, hết nước trống không, người ấy sẽ lo liệu. Nếu làm không nổi với sức bàn tay của mình, người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai, chúng ta hãy lo liệu nước. Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không vì vậy gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả một đêm chúng con ngồi đàm luận về đạo Pháp. Vì vậy, bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Lành thay, này các Anuruddha. Này, các Anuruddha, các ông sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy,
Các ông có chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, sống thoải mái an lạc hay không? Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần như vậy, chúng con nhận thấy được hào quang cũng như sự hiện khởi các sắc pháp, nhưng hào quang ấy không bao lâu biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Chúng con không được hiểu rõ tướng ấy là gì. Này các Anuruddha, tướng ấy các ông cần phải hiểu rõ. Ta cũng vậy, này các Anuruddha, trước khi giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta nhận thấy hào quang và sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang ấy không bao lâu biến mất nơi ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Do nhân gì, do duyên gì, hào quang biến mất đối với ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp? Này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Nghi hoặc khởi lên nơi ta, vì có nghi hoặc nên định của ta bị biến diệt. Khi định biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta sẽ phải làm thế nào để nghi hoặc không khởi lên nơi ta nữa? Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hào quang cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang ấy không bao lâu biến mất nơi ta, cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Do nhân gì, do duyên gì, hào quang biến mất nơi ta, cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Không tác ý khởi lên nơi ta, vì không có tác ý, nên định bị biến diệt nơi ta. Khi định bị biến diệt, hào quang biến mất, cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta phải làm như thế nào, để nghi hoặc và không tác ý không khởi lên nơi ta nữa? Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật như trên. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Hôn trầm tùy miên khởi lên nơi ta, vì có hôn trầm tùy miên, nên định của ta bị biến diệt. Khi định bị biến diệt, hào quang biến mất, cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta phải làm như thế nào để nghi hoặc không tác ý và hôn trầm tùy miên không khởi lên nơi ta nữa? Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật như trên. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Sự sợ hãi khởi lên nơi ta, vì có sợ hãi nên định bị biến diệt nơi ta. Khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ví như, này các Anuruddha, một người đang đi trên con đường, có kẻ giết người nhảy đến công kích từ hai phía. Do nhân duyên từ hai phía, người ấy khởi lên sợ hãi. Cũng vậy, này các Anuruddha, sự sợ hãi khởi lên nơi ta, vì có sợ hãi nên định bị biến diệt nơi ta. Khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta phải làm thế nào để nghi hoặc không tác ý hôn trầm tùy miên và sự sợ hãi không khởi lên nơi ta nữa? Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật như trên. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Sự phấn chấn khởi lên nơi ta, vì có sự phấn chấn nên định bị biến diệt nơi ta. Khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ví như, này các Anuruddha, một người đi tìm cửa miệng một kho tàng, và trong một lần tìm được 5 cửa miệng kho tàng, do nhân duyên này phấn chấn khởi lên. Cũng vậy, này các Anuruddha, phấn chấn khởi lên nơi ta, vì có phấn chấn nên định bị biến diệt nơi ta. Khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta phải làm thế nào để nghi hoặc không tác ý, hôn trầm tùy miên, sợ hãi và sự phấn chấn không khởi lên nơi ta nữa? Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật như trên. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Dâm ý khởi lên nơi ta, vì có dâm ý nên định bị biến diệt nơi ta. Khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta phải làm thế nào để nghi hoặc không tác ý, hôn trầm tùy miên, sợ hãi phấn chấn, dâm ý không khởi lên nơi ta nữa? Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật như trên. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Sự tinh cần quá độ khởi lên nơi ta, và vì có tinh cần quá độ
nên định lực biến diệt nơi ta. Khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ví như, này các Anuruddha, một người với hai tay nắm quá chặt một con chim cấy, khiến con chim chết liền tại chỗ. Cũng vậy, này các Anuruddha, tinh cần quá độ khởi lên nơi ta, vì có tinh cần quá độ cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý, không trầm, tùy miên, sợ hãi, phấn chấn, dâm ý, và tinh cần quá độ không khởi lên nơi ta nữa? Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật như trên. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Tinh cần quá yếu đuối khởi lên nơi ta, vì có tinh cần quá yếu đuối, nên định biến diệt nơi ta. Khi định biến diệt, hào quang biến mất, cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ví như, này các Anuruddha, một người bắt một con chim cấy quá lỏng lẻo, con chim ấy bay khỏi hai tay của người ấy. Cũng vậy, này các Anuruddha, như trên cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, tùy miên, sợ hãi, phấn chấn, dâm ý, tinh cần quá độ, và tinh cần quá yếu đuối không khởi lên nơi ta nữa? Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật như trên. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Ái dục khởi lên nơi ta, vì có ái dục, với sự hiện khởi các sắc pháp như trên. Vậy ta phải làm thế nào để nghi hoặc không tác ý như trên? Tinh cần quá yếu đuối và ái dục không khởi lên nơi ta nữa. Rồi này các Anuruddha, ta nghĩ như sau. Sai biệt tưởng khởi lên nơi ta, cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta phải làm thế nào để nghi hoặc như trên? Ái dục và sai biệt tưởng không khởi lên nơi ta nữa. Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ta nhận thấy được hào quang cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Những hào quang ấy không bao lâu biến mất nơi ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Do nhân gì, do duyên gì, hào quang biến mất nơi ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Một trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp khởi lên nơi ta, cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy ta phải làm như thế nào để nghi hoặc như trên, các tưởng sai biệt và trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp không khởi lên nơi ta nữa? Rồi này các Anuruddha, sau khi biết được nghi hoặc là một phiền não của tâm, ta đoạn trừ nghi hoặc, phiền não của tâm. Sau khi biết được không tác ý là một phiền não của tâm, ta đoạn trừ không tác ý, phiền não của tâm. Sau khi biết được phong trầm thụy miên, sau khi biết được sợ hãi, sau khi biết được phấn chấn, sau khi biết được chăm ý, sau khi biết được sự tinh cần quá độ, sau khi biết được sự tinh cần quá yếu đuối, sau khi biết được dục ái, sau khi biết được tưởng sai biệt, sau khi biết được trạng thái quá chú tâm đến các sắc pháp là một phiền não của tâm, ta đoạn trừ trạng thái quá chú trọng vào các sắc pháp, một phiền não của tâm. Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hào quang, nhưng ta không thấy các sắc pháp cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày. Ta thấy các sắc pháp, nhưng không nhận thấy hào quang. Về vấn đề này, này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Do nhân gì, do duyên gì, ta chỉ nhận thấy hào quang, nhưng không thấy các sắc pháp, cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày. Ta chỉ thấy các sắc pháp, nhưng không nhận thấy hào quang. Về vấn đề này, này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Trong khi ta không tác ý sắc tướng, nhưng có tác ý hào quang tướng. Trong khi ấy ta nhận thấy hào quang, nhưng không thấy các sắc pháp. Còn trong khi ta không tác ý hào quang tướng, tác ý sắc tướng. Trong khi ấy ta thấy các sắc pháp, nhưng không nhận thấy hào quang cả đêm cả ngày, cả đêm và cả ngày. Rồi này các Anuruddha, ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy hào quang có hạn lượng, và nhận thấy được các sắc pháp có hạn lượng, nhận thấy hào quang vô lượng, và nhận thấy được các sắc pháp vô lượng cả đêm cả ngày, cả đêm và cả ngày. Về vấn đề này, này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Do nhân gì, do duyên gì, ta nhận thấy hào quang có hạn lượng, và thấy các sắc pháp có hạn lượng. Nhận thấy hào quang vô lượng, và thấy được các sắc pháp vô lượng, cả đêm cả ngày, cả đêm và cả ngày.
Về vấn đề này, này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Khi nào định có hạn lượng, khi ấy mắt của ta có hạn lượng. Với con mắt có hạn lượng, ta nhận thấy hào quang có hạn lượng, và thấy các sắc pháp có hạn lượng. Nhưng khi nào định của ta không hạn lượng, trong khi ấy mắt của ta thành vô lượng. Và với con mắt vô lượng ấy, ta nhận thấy hào quang vô lượng, và thấy các sắc pháp vô lượng cả đêm cả ngày, cả đêm và cả ngày. Này các Anuruddha, khi nào biết được nghi hoặc là một phiền não của tâm, thời nghi hoặc phiền não của tâm được đoạn trừ. Khi nào biết được không tác ý là một phiền não của tâm, thời không tác ý phiền não của tâm được đoạn trừ. Khi nào biết được hôn trầm thụy miên, khi nào biết được sợ hãi, khi nào biết được phấn chấn, khi nào biết được dâm ý, khi nào biết được sự tinh cần quá độ, khi nào biết được sự tinh cần quá yếu đuối, khi nào biết được dục ái, khi nào biết được tưởng sai biệt. Khi nào biết được trạng thái quá chú tâm đến các sắc pháp là một phiền não của tâm, thời trạng thái quá chú tâm đến các sắc pháp một phiền não của tâm được đoạn trừ. Rồi này các Anuruddha, ta suy nghĩ như sau. Những phiền não tâm của ta đã được đoạn trừ, nay ta tu tập ba loại định. Rồi này các Anuruddha, ta tu tập định có tầm, có tứ. Ta tu tập định không có tầm, chỉ có tứ. Ta tu tập định không tầm không tứ. Ta tu tập định có hỷ. Ta tu tập định không có hỷ. Ta tu tập định câu hữu với lạc. Ta tu tập định câu hữu với xả. Này các Anuruddha, khi nào ta tu tập định có tầm có tứ? Khi nào ta tu tập định không tầm chỉ có tứ? Khi nào ta tu tập định không có tầm không có tứ? Khi nào ta tu tập định có hỷ? Khi nào ta tu tập định không có hỷ? Khi nào ta tu tập định câu hữu với xả, thời tri kiến khởi lên nơi ta, giải thoát của ta là bất động. Đây là đời sống cuối cùng của ta, nay không còn hiện hữu. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Anuruddha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Tùy Phiền Não, thứ 128.